ra 11. Bố mẹ gói cho ông Tịnh mấy cái? Rồi dặn 3 đôi đấy. 3 đôi là 6 cái đấy. Gia đình mình xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng là 28 Tết rồi thì bà nhà mình có tổ chức gói bánh. Thì mời mọi người cùng xem, cùng theo dõi và thưởng thức. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhé. Nên mang nén lên. Anh nên là từ sáng 30 anh nên. Sáng 30 con mình nhận đi. Đậu lúc này bà thổi hơi nặng. Không thổi được rồi. Pin à, pin lên gần xuống cho bà. Này ông Trịnh gói là bà Phương gói nhỉ? Phương gói. Ông Trịnh không biết gói. Mấy năm trước là phải gói không? Giờ gói đấy được rồi. Ông Trịnh không gói được. Cái tốt nhất của mà có thể đi nhận được đồ. Cha đang ở bên hiên nhặt
mẹ cười tươi thắm môi cùng đi trước xong rồi thì à? Đang chuẩn bị mâm cơm trước xong rồi ngồi được ná ông bà quay quần bên mẹ cha dùng bữa cơm với gia đình kề chón nhau buồn vui ở nơi đất khách quê người nụ cười vàng cái này không dùng được các cái đầu đó ôi trời ơi lại cũng đồ chứ dì chun ở đâu tung tôm tung vào đây bánh nhau cho nhiều thịt vào đúng không? Nhiều thịt đấy, khổ thịt bánh gì đấy. Thịt này mua là thịt mỡ gì? 11 đấy. Nhiều hơn. Thì cầm dao chặt luôn. Tôi chặt cầm cho ta ngoài thửa. Ừ. Làm này mất thời gian lắm. Mất thời gian nó phê là thôi. Cho tôi 5 cái thì 2 cái thì gì không? Không ai làm được chứ. Đi làm thùng bia về nộp bánh nha. Để im đây ạ. Không. Gọi Tuấn vào, anh Tuấn vào nộp bánh. Không biết là anh Tuấn ngoái chưa.
pin lấy cái mà tôn lấy cái mâm cho bà để bà xếp bánh tôm. Bi này này, bi làm sao bi? Chỗ đâu xe máy của ông này? Đấy đâu xe máy của ông này? Đấy giúp cho bà một cái mâm. Nó bằng mâm bằng nhau mà. Mâm bằng nhau mà. Đấy đưa bà để bánh. Quá nhiều. Nhà mình mấy cân? Mình 2 cân dây đồng, mình là 9 cân gạo. Ý là chú Trịnh. Chú Trịnh gọi cho biết mình bé mình lại. Nạt vẫn hơi dài mà. Trên tay mẹ này không thấy. Gracias.
đúng nữa. Tất cả được bao nhiêu cái mà? Chỗ này được 2 cái nữa. Cho nước lại ông cứ gión lên. Ngày ngủ đến tận sáng mai mà. Đi cháu với ông chồng à? Này phải trông ngày trái mới nồi bánh chưng thôi Tết năm nay. Năm ngoái tao cũng được cả đêm. Thu về ngủ mất. Ông ơi đổ chấu vào nữa. Đổ bị chấu lên xung quanh đi. Luộc 10 tiếng mà mình luộc 8 tiếng. Luộc 10 tiếng thì kỹ quá. Kỷ xuân đến rồi, chúc cho muôn nơi nhà nhà yên vui. Tiếng pháo giao thừa rực rỡ khắp trời. Mong một năm nay thật là bình an, gia đình luôn xuân cũng an khang. Chúc cho anh em bạn bè phương xa, dẫu ở nơi đâu vẫn đâu. Cứ để muốn một tí cho con cho nước sau. Cho nửa nồi, con cho nửa nồi. Nhà ông Trịnh chắc ngược từ mấy giờ? Thank you.
30 về, 30 mùng 1 ở nhà. Còn mùng 2 là cô cậu phải đi rồi. Mình cứ cho sủi tí ra một tí, sủi lên mình lại cho nhỏ dần. Rồi. Cái chậu đây này, cháu vừa múc, lấy cái chậu này cháu múc mà. Để phi cháu múc cho. Chậu ý, chậu rửa bát để phi cháu múc cho. Ông cứ luôn tính cho nó sủi cháu múc. Gần ngập rồi. Quả thì ông chị mang cho hai nải chuối. Mai mua thêm ít cam quất. Kệ cho nhanh sủi. Cái nước ở cái bạt này, nước xương đêm qua. Nhà mình năm nào chỉ gói 10 cân nữa nhỉ. Bạn bè, cái xuân đến rồi.
được sau một năm đâu quá. Cho cú cậu nằm ngày mệt để đi ngủ. Hôm nay nằm ngày. Thế bà xếp vào đi. Một cái bánh nhỏ. Giờ trẻ con mới đưa trẻ con ăn. Nhà cái xe một tí con cho thêm nước. Ui dè cái nửa xô là thì đủ chú tịnh. Nửa xô nước là thì đủ. Cứ luôn lên sủi cho chế thêm. Đi sủi con chế. Cái này cũng sắp xong rồi đây. Một suốt từ 10 rưỡi đêm hôm qua tới hôm nay chắc cũng tới 9 giờ thì vớt. Chú cháu hôm qua gióm xong 2 giờ mình đi ngủ. Đợi 9 giờ vớt. 8 giờ hay nào. Ông tình cắt đá chuối. Bà nem, bà mây bà đầy bà nem cho. Về chưa? Vậy thôi, mình cũng xin phép kết thúc video ở đây ạ. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ. Nhân dịp năm mới thì toàn thể gia đình mình cũng xin chúc các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, và một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên người thân. Thì chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Cảm ơn tất cả mọi người.